đoàn chúng tôi đang di chuyển từ tàu kiểm ngư 390 tới nhà giàn DK1. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2024. Phía trước chính là nhà giàn DK1. Đây là đoàn công tác của Đại học Văn hóa Hà Nội cùng với 500 đoàn công tác là 18 đang di chuyển đến nhà giàn DK1. Quang cảnh nhìn cực kỳ hùng vĩ, sóng biển rất lớn. Can đảm của tất cả các em sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Hôm nay ban tổ chức đã khuyến cáo từ khi còn ở trên tàu là những người cao tuổi và những người thân kinh yếu không nên leo lên hiện trường. Bây giờ tôi sẽ phải cất điện thoại đi để còn leo lên trên. Đứng dậy xin phép quý vị là tôi được cất điện thoại đi.